Island Việt Nam, hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022. Chào các Mỹ Lan và Lê Anh, thay mặt cho những người đồng hành của sự kiện hôm nay trong vai trò của người dẫn chương trình, được một lần nữa thân ái gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị và các bạn. Chúc đêm thi thành công rực rỡ. Lời hứa biển xanh của biên đạo Xuân Trần với phần thể hiện của nghệ sĩ diễn Trịnh Thắng, Trịnh Hiếu, vũ đoàn Thanh Việt và đặc biệt là top 50 thí sinh của cuộc thi hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022. Hãy dành cho họ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thank you.
Ninh.